Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Hậu Hà Lan. Hôm nay mình sẽ quay một vùng nông thôn nhỏ ở Hà Lan cho mọi người xem ha. Bây giờ mọi người đi với mình nha. Đây là những ngôi đường, đây là đường trong ngôi làng, một thị trấn nhỏ. Thôn Hà Lan là những người sống thế này đây. Thường mấy cái nhà ở thôn quê họ bự lắm. Những người này cũng khá giả. Những con đường đây là rất là buồn ha. Không như Việt Nam mình. Việt Nam mình lúc nào đường xá đông đúc, buôn bán lẫn lộn. Ở đây là không có gì ở thôi. Bây giờ mình quay một vòng ở trong con đường hẻm này. Có thấy nhà ở Hà Lan đấy, thôn quê khác Việt Nam mình không? Rất là khác ha. Đây là những con đường nhỏ. Đường chính là ở ngoài kia. Đây là những con đường nhỏ trong khu mấy cái hẻm nhỏ người ta ở đây. Rất là yên tĩnh. Những người Hà Lan sống đây chỉ sống trong nhà thôi, ít ra ngoài đường lắm. Từ khi cần mua cái gì mới đi, thôi họ ở trong nhà. Dân Hà Lan họ xài điện năng lượng mặt trời nhiều lắm đó, mấy cái tấm đen đen đó, trên mấy nhà là điện của năng lượng mặt trời đó. Nếu mà họ xài dư thì họ bán lại. Họ bán lại sở điện lực á, họ mua rồi. Mọi người thấy rất là yên tĩnh ha, buồn bã. Cũng là một phong cảnh thanh bình, yên tĩnh. Wow, cái cây này họ cắt đẹp á. Hôm nay bầu trời rất là đẹp. Oh wow, hiện tại bây giờ là 8 độ C. Có nắng. Chứ mấy bữa nay gần tới mùa xuân rồi. Tuần tới là 21 tháng 3 là mùa xuân.
Đây là nhà con đường cái nhỏ đi vô mấy con đường làng, giờ chuẩn bị ra đường chính. Mùa đông bên này cây cối lá rụng hết, chuẩn bị vô mùa xuân rồi mới có lá. Ở Hồ Lan mình là không có cây, không có trụ điện ha. Đây là tủ điện đây đó, mọi người thấy không, tủ điện một khu này là có xài một tủ điện, toàn bộ họ âm dưới đất hết. Mình chỉ thấy là trụ đèn có trên điện là không bao giờ có nha, ở Hà Lan. Gọi là không có lưới điện luôn. Đây là một ngôi làng nhỏ thôi, có đầy đủ, có siêu thị nè, rồi có bưu điện. Thường thường ở bên Hà Lan là một ngôi làng nào cũng vậy, ngay trung tâm là có siêu thị, có post anh cô là có bưu điện, có tiệm áo quần, có tiệm ăn, có nhà hàng, đầy đủ hết. Ra xa kia có cái nhà thờ, chỗ nào là có trung tâm buôn bán là chỗ đó có nhà thờ, ngay phố xá. Mùa đông nó hơi thấy nó hơi khô khan một chút, mà vô mùa xuân mùa hè thì thấy nó tươi, cây cỏ nó bông hoa mọc nhiều. Người Hà Lan rất thích trồng cỏ bông. Đây là đường đi bộ, ở dưới đây là đường xe đạp á, màu đỏ đỏ là đó. Ở Hà Lan mình đi xe đạp rất là nhiều nên họ làm cũng được xe đạp riêng cho xe đạp. Xe đạp đó. Bên kia là chỗ trung tâm buôn bán, siêu thị Jumbo. Ngôi nhà thấy ngộ ngộ. Đó là văn phòng. Tiệm bán áo quần. Bên này có tiệm bông. Đây là gà quay. Đây là khu trung tâm mua bán của cái làng này. Siêu thị đối diện. Bên hông kia là có tiệm trái cây. Chiều dài của trung tâm con đường này là khoảng 1 cây số. Phía dưới đây, đầu phía dưới bên kia. Bên kia là biển, cái tiệm bán điện tử nên không có mở.
một chút chia sẻ về vùng nông thôn ở Hà Lan ha cho mọi người xem. Mình xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp video tiếp theo. Xin chào mọi người.